Hi em, chào mừng mọi người trở lại với channel của chị em. Lại đánh nghịch nghịch nhiều quá anh em ơi. Đánh nghịch nghịch nhiều quá. Test hết các đội hình anh em, sát thủ về các thứ nhưng mà chỉ toàn top 4 à. 4 là nhiều. Ngoài ra thì còn top 7, top 8 nữa. Nên là chắc là lại phải chuyển sang chế độ chơi nghiêm túc hơn rồi. Đội hình sát thủ làm sao mà chơi nhỉ? Chơi tí đủ gì ấy. Kiểu sát thủ nhưng mà anh em không con Nakoth của anh em không gây được ra đam thì gần như là không có đam mà chơi luôn ấy. Thật sự sát thủ đội hình này chơi được không? Liềm hên xui anh em ơi, chơi được hên xui để 3 tướng nhé, xong mình bán nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 vàng pha này nếu mà thua là 19, 19 bán 1 à. Đây người bát này trông có vẻ nguy hiểm ấy nhỉ. Bát mình đấm đây. Ừ, sao anh em trên rank anh em đánh đội hình sát thủ kiểu gì? Chắc đội hình đấy vứt được sát giác nhỉ? Hoàng thật sự. Pháo thủ thì còn có thể. Lâu cũng không chơi pháo thủ. Trời lại thua mà. Trời lại thua ấy mà. Thêm một phát lấy con floor. Floor không ra rồi. Thắng thua thì mặc số trời thôi anh em. Liềm cần bán HT nhé. Bạn này à, con này ở đây à, cái này đủ game khỏe này, em này đủ game khỏe điên luôn. Phát đi bộ vào giữa con flo. Ok, view ulti trượt phát. Ok, ulti nó trúng quá nhở, thì đấm vào mồm luôn. Đi quả thế đấm vào mồm luôn rồi. Bán con Violet thì Darcy về nó. Thằng nào thua mày. Thủy chắc đã thua. Gắng giết được một con tướng nhỉ, gắng giết một con. Giết được hai con không? Đây, trụ hết vào đây xong Darcy được ulti phát này. Nghĩ cũng hợp lý thôi. Ta siêu ti đẹp. Cũng hơi đẹp, rát đấm thêm một con nữa. Chết luôn, ok. Đấm là hai con luôn à? Có ấy. Đấm hai con luôn. Yêu thật. Ziu, Vera. Ồ, đồ kia khá xấu không? Khả năng mình lại đánh Vera đi. Để phòng mình cần đánh thú nhé. Mình lấy thêm con Vera kia đấy nhé nhở. Hai con Vera là cũng uy tín đấy. Đáng xử. Vera về đi. Tại đồ kia khá xấu nên mình có thể mình xoay giang thủ cũng được. Bán con Amelie cũng hơi tiếc lắm. Đào thế nó khóa lại không? Chơi game chỉ thì khó. Ê, dạo này đồ mình xấu xấu kiểu gì. Đánh trận nào đồ cũng xấu. Mấy trận đồ xấu rồi đấy. Không là ít đâu. Là mới gần đây đâu. Một. Không giữ con voi lại về nhỉ. Chuẩn bị bán con gì đó đi nhé. Đi xa.
Floor này công ty trước mình, công ty ngang mình. Ui, thế là đấy để Vera sang bên này là con Floor mình công ty được rồi. Đổi quá. Ok. Thú chắc luôn anh em này. Đây này, đấy để con Vera sang đây là con không có gì đánh bộ, và con Floor của mình là con Floor mình sẽ ulti trước mà. Tiếc quá. Cái gì nhỉ? Tướng kiểu gì nhỉ? PC lấy lại được không? Vứt đi. Voi chắc cũng vứt này. Voi chắc sắp vứt này. Có pháo. Cho con này cho Floor ngon hơn. Đội này cho Floor. Thương bắt đáy à? Thương bắt con Floor mình chăng? Không rát à? Đội. Ok. Rát đấm một phát này. Về chắc không ulti được phát nào. Rát đấm một phát nào. Vera kia trả được làm cái gì đúng không nhỉ? Floor này. Thua 2. Một con thú này. Cần mình bán này đi à? Tui xì không cần. Tiếng nữa mới cần. Trời, con bán thần. Nhiều thương nhỉ, hai thương bắt đầu đấy đấy. Hai đấm. Hai thú nữa này. Cũng ra Vera. Chờ con Vera 2 thôi, xong rồi mình chơi 3 thú, 4 thú là ok liền rồi. Chấp nhận chữ nếm mật nằm gai tí. Hộ mệnh hai cái bùng nổ mà. Chắc nó sẽ sống được. Khó đấy, trận này khó. Gì đây, Floor xin đôi này. Phát đấm một phát. Floor xin đôi tiếp này. Ít được. Đánh thưởng, đánh thưởng. Bán thần tích snit à? Anh bán thần thì ok hơn không nhỉ, nó không có Vera 2. Có Vera 2 chơi thú nữa. Đánh này không yên tâm. Kẹp gì bán thần à? Nhiều Vera mà. Truy hồn này. Vera 2 rồi này. Một phát rôn này. Hai da tê. Chơi được anh em ơi, chơi bán thần không hay là chơi Chơi được anh em ơi. Một thương bắt đáy đứng bên kia đúng không? Hai một thương bên kia, hai thương bắt đáy, ba thương bên này. Thì cái trì thế thì lại phải chạy đinh tinh rồi anh em.
Noma Man hay tay Japan. Nó xin đôi. Nó bên kia cũng xin được một con. Đáp thêm một tí đam anh em. Đây ra chắc không cần được đâu. À cân được này. Cần điều phết. Cần điều thế. Hai con Vera ngon hơn anh em ơi, cần thêm một con Vera nữa này. Thêm con Vera nữa là hai con Vera đúng điên luôn. Có rắc không bệnh được không? Lấy cái này nhé. Floor nhiều floor không? Nhiều floor, nhiều floor, nhiều floor. Tách tách ra. Thường mặt đáy này, lau góc kia đẹp ấy. Lau công ty hai phát đúng đẹp luôn kìa anh em ơi. Kìa kiếm lại 2 AT được, 2 AT là teo được, teo là ngon nhất. Cần đeo bây giờ đeo PC đấy là Vera cũng được. Vera à, quay lóc đấy con lau đẹp quá. Floor xiên đôi à. Ơi mỏng. Ủa xinh anh lâu về bọc bọc bọc. Một phim nhỉ. Cái xe lạc đến các bạn được ra chê nó bẹp 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 bẹp. Start world. Cảm ơn lúc sau bị đập bẹp lâu. Bong sang lâu chai swing kling kling theo 11 con floor xiên cung thủ của mình ăn phát choáng ở đầu, hai phát choáng ở đầu nó vẫn xiên được mình. Hai phát choáng ở đầu. Cái thế nhỉ? Mà lúc này không có đồ. Về lên cái Malop 2 đứng lên tanh nữa là ngon em. Và ma lốc tanh nữa. Pha xiên. Cày thế nhỉ. Tại hấp hối một máu tiếp à. Làm trận đấu hấp hối một máu tiếp à anh em. Trận này đồ còn xấu. Ừ, quá đẹp. Ma lốc được, ba lốc đi. Cho ma lốc nhé. Ba đồ ma lốc. Bóng xanh lâu, 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 bóng xanh lâu,
Dude, what the hell? It's my tướng, boy. Did the world nurture magic? Magic. I feel a lot. Ôi, có thường bên kia nữa này, chạy kịp không? Nào này, em có thương. Sách có tướng dị phết nhỉ? Tướng đẹp dị phết ta. Cháy, cháy. À, chết dở, cho cái đồ gì bây giờ? Bình tĩnh nha, bình tĩnh nha, bình tĩnh. 2, 3, 4. Không có con thú nào nhở? Tập cho tạo này đi nhá. Cho tạo PC. Cho con teo là vẫn ngon nhất nhưng mà truy hồn như thế phải cho con này à? Ma tộc thì có một cái ma tộc này cũng gần như là có thêm một cái truy hồn nữa anh em. Thêm một cái truy hồn nữa cho con teo là luôn. Gần như là thế. Ra quả thẻ ma tộc đấy. Oh, hello. Gắng tìm một con teo nữa không được. Có chết bá em bán thử không? I will see my destiny to the end. Em có thể nó bỏ con Lily đấy hay pha này là được. Cái quá dễ dụa một máu này anh em ơi, chán lắm, muốn chơi game kiểu thế đâu. Bắt mình dễ dụa một máu à. Eco thôi anh em ơi, đến giờ Eco rồi nhỉ. Có quả bạn hai thương bắt bên kia, bạn ấy bỏ cuộc chưa? Bạn ấy vẫn bắt lại sang bên này à? Bắt mình bằng đường. Bắt bằng bằng đường à? Hả? Hả? Ừ, còn lâu thì nó ulti đau thế. Lily làm được việc không? Lily khéo làm được việc đấy nhở? Lily thấy nó hay. Ừ, 2000 đam thì anh em ấy trông nó chẳng có cái tác dụng gì. Lily không được việc. Con cát mình để cái góc kia đi. Góc kia đép cái góc mà bọn kia đi vào đi. Ngoại trừ cái quả quả rồi nó lau nó chơi mình thôi chứ. Thế con ấy để con cát để góc đép góc kia ngon hơn. Đây này. Để này đi, Lily vào đây đi. Đấy, ngang một phát này. Sẽ ok hơn anh em ơi. Lily chắc mình lên một cấp, pha xong mình lên thôi, pha xong mình lên. Bỏ Lily thôi. Ra cái quả vừa rồi mà con Malok đúng đây mà cho con Von Cat 20 mana để nó ulti sớm là cũng
hay nhưng mà tôi chắc không cần. Nhiều đam không? 7.000 đam à? Chiêu chắc khoảng 3.500 đam, 2.500 đam à? Tăng lượng máu tối đa gây sát thương phép vào tướng địch, tăng lượng máu tối đa 50%. Chả hay lắm, hay bình thường thôi. Thế là một tướng nữa mình sẽ cho tăng thêm một Lily vào nhé, không thì chắc là cũng thôi thôi. Không cho vào đâu. Chưa thiếu gì nhờ đây. Ok rồi mất. Ok. Lát em. Đi bán đi lấy tiền đi. Tí nữa mình mua lại sau cũng. Là cót của chúng tôi này các bạn ơi, mình vẫn chết. Là cót mày thả bưởi. Là cờ rốt này. Ok, 10 con teo, trận này lại là một cái điều gì đặc biệt đi nào, lại thêm con teo đặc biệt gì đi nào, hay là một con gì đặc biệt gì đi nào, con quét này. Lấy choi em ơi, có choi không nhỉ? Nếu không ra choi thì tiếc sách thánh này lắm. Mà lấy sách thánh. Choi. Sách thánh không cần đâu anh em ơi, con cát tí nữa đâu. Con teo này, teo hành bắn đi truy hồn thôi. Mình sẽ lấy choi để cho con cát này đi. Mình sẽ cho con cát này này, sẽ cho con cát đi. À này cho con Maloc được. Con này cho con cát ngon trọng. Maloc này đi, này cho Maloc đi. Đánh thường biết đâu thêm một phát nhỉ nhá. Na cót này, quỳ này. Hai con em. Thêm phải cho con cát quan trọng bởi vì con cát được đứng trên. Cát mà mình chết là mình hơi thay có vấn đề. Lau đứng đây ghét nhỉ. Nhưng mà mình không chạy sang góc kia vì bạn này cầm hai thương góc này. Nó quả lau kia, quả lau kia ghét nhỉ. Lau này có cầm truy hồn không? Mình cầm đồ này. Chắc không sao đâu, mình kệ cả đi. Chử lau không? Bắt chử lau này. Nó có thể chui từ tận tận vào kia nhỉ. Kia đi cho bạn Long kia đi rồi này. Nhưng mà pha này con rồng nó sẽ thổi truy hồn vào con cát, mình không muốn điều đấy xảy ra lắm nhỉ. Chào góc này đi. Chơi con rồng đi anh em ơi. Con cát sang đây này nhé. Quét sẽ đứng đấy tanh cho mình. Đoạn này à, con cát xuống đây ok. Quét nộ vào đây à. Teo ulti một phát. Rồi. Teo ulti xấu phết nhỉ. Bạn này khỏe thế. Sao con cát mình bị ăn choáng à? Hai choáng này, ba choáng này, xong con cát kia vẫn làm việc được vậy. Sao nó vẫn làm việc được vậy? Sao
chết. Vô vía anh em đây. Quả này từ một vài pha đã nhé, rồi mình sẽ cân nhắc mình đi chuẩn hơn. Đợi chút anh em. Pha này mình định bắn con rồng đấy nhưng mà cũng không gặp bạn đấy. Gặp bạn này à? Gặp bạn này mình vừa gặp rồi đúng không? Mình còn hai bạn này thôi đúng không? Rồng, cái ma lốc. Đang cho quét xuống dưới đi. Ma lốc một đồ kia lại không chơi được. Từ khi ma lốc 3, ma lốc 3 chơi được. Thêm một đứa nữa, thêm con teo nữa nhé. Thêm ma lốc nữa, thêm con rồng nữa. Thêm một lily nữa. Chơi cẩn thận nào, chơi cẩn thận nào. À rồi, tính hơi sai. Hai thương bên này rồi. Chuyển sang góc bên này. Thương bên này bên này rồi, Maloc bên kia. Eo ăn choáng này. Maloc nhảy được một phát ở giữa bản đồ luôn này. Hai phát là chết Nakot. Ok. Chưa thua là ok rồi. Chưa thua là được rồi. À, hơi lỗi là mình chưa kịp sai nốt. Crack nổ luôn hay là mình cho con thằng chó Maloc đi. Maloc lộ nhảy luôn nhá. Ok. Maloc nhảy luôn đứng ở giữa này. Ở đây, Quincy đứng ở đây. À một bạn may quá. Thêm xuống đáy mong von cắt gặp mặt luôn, gặp mặt von cắt mình luôn ok em ơi. Thêm vào đây luôn, bắn thẳng mặt ra von cắt này anh em ơi. Ôi, bắn thẳng con thêm à. Hơi nhầm nhỏ sang trầm trò tí anh em ơi. Ở đây mình đánh bắn thẳng mặt ngon cát thôi nhưng mà quên mất con thêm. Con thêm nó đang chơi mình. Mà lúc này nhảy sao mai nha em ơi. Lúc này nhảy được. Nó truy hồn vào mặt nó đắn cát muốn chết nhỉ. Chết con cát à. Ô lag anh em ơi. Ôi ôi tí đi tua. Đổi góc không? Đổi tí góc không? Góc này nó bị con thêm nó dí. Quét lại nổ góc này anh em ơi. Đã thấy cho con teo ra góc này là gần như không bị bắt này. Thú lên trên này hết đi. Maloc đứng vào đây luôn này. Chém hết phần vào đây đi. Kéo thẳng mặt con Von Cát này. Von Cát ăn một phát choáng. Ui ăn Lily. Em Lily ơi. Lily em ơi. Em Lily ơi. Ôi ơi trốn. Đừng trốn, trốn về làm. Mày quá vẫn thật. Đùa gì ơi. Cũng dùn đấy. Vô vậy thôi, mình này chắc cũng kết thúc rồi. Thế cái clip trên thì hãy like, subscribe và comment xuống phía dưới những góp ý các bạn có thể giúp mình phát triển kênh nhé. Vậy hỏi.
chơi game toàn thoát tim ạ. Ok, bye bye nhé.